You can show. Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang. Mời quý vị cùng đến với The Khang Show ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nghệ sĩ của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Xin chào ba chị em. Hello, xin chào tất cả mọi người. Em là Lộ Lộ, trưởng đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời ạ. Vâng. Hello, xin chào cả nhà. Em là Phi Thanh Dân Lô. Xin gửi một lời chào lời chúc sức khỏe đến với tất cả quý vị khán giả. Cái phát âm của mình nó không được trọn vành lắm. Mình bớt điệu lại thì cái âm của mình nó sẽ chuẩn hơn. Phi Thanh Vân mà anh. Có nghĩa là màu của chị Phi Thanh Vân á. Không, chị Phi Thanh Vân chỉ điệu. Nhưng mà chỉ điệu chuẩn. Còn em điệu cái phát âm của mình nó bị bẻ quá. Thành ra chữ lậu anh nghe thành chữ lộ. Dạ, lộ chị nói chậm. Em nói hơi nhanh chút xíu. Dạ, để em giới thiệu ngắn gọn lại chậm rãi lại. Okay, là em tên Mậu Đà. Ok. Trời ơi, cái tên thích ghê. Cái tên đàn ông trai quá trời luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người thứ ba. Mời em. Hello, xin chào anh Nguyên Khang, chào tất cả mọi người. Em tên là Hương Hỏa và hiện tại em đang là thành viên của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh đầu tiên vui là mình sẽ có luôn. Hey. Thế thì từ đâu mà tụi em có ý tưởng là lập nên đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời? Và làm cách nào mà em có thể chiêu dụ được các bạn tham gia vào nhóm của mình? Em có tham gia một cái phim gọi là phim Lô Tô. Và em phải nhận luôn cái trách nhiệm đó là không chỉ làm diễn viên mà em làm tiền kỳ cho phim đó. Thì khi đi tiền kỳ cho phim đó thì em phải đi thực tế, em chụp tất cả các đoàn Lô Tô lại để có tư liệu để làm tiền kỳ cho nó. Thì khi mà em đi thì em thấy được là tại vì thật sự là hồi nhỏ đã biết rồi, nhưng mà bây giờ coi lại thì mình không nghĩ là nó còn. Thật sự em không nghĩ là Lô Tô còn như vậy luôn. Cho nên là nếu mà em nghĩ là nếu ở Sài Gòn mà có một đoàn Lô Tô thì thật sự nó rất là đặc biệt. Một thời gian sau có một cái chương trình Lô Tô Show của đài truyền hình Vĩnh Long đó, thì em đã kêu gọi những cái bạn, đặc biệt là những bạn nghệ sĩ thoại kịch hay là những nghệ sĩ kịch, và 50% còn lại là nghệ sĩ Lô Tô truyền thống. Thì ghép nó họ lại thành một nhóm Sài Gòn Tân Thời. Dạ, thì cái game đó thì mình tham gia thì mình được giải nhất. Thì sau cái game đó thì em nghĩ là sao mình không có đem cái mô hình này ra ngoài mình làm thử. Nhưng mà trên thực tế thì để tìm được một cái điểm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ khó. Thì lúc đó là cái thời kỳ hoàng kim của những hội chợ phiên anh. Có nghĩa là cuối tuần hoặc là giữa tháng thì họ sẽ tổ chức một hội chợ rất là lớn. Và họ cần văn nghệ. Lúc đó thì booking ca sĩ thì nó giá nó rất là cao. Cho nên là em có quen một anh chủ chợ thì anh nói là anh biết được em có tham gia gì đó, em có muốn đem cái show em ra hay không. Thì em thử, thì lúc đó em nhớ làm trên một cái siêu thị trên đường Âu Cơ á. Thì làm một tháng như vậy được, ảnh học chợ được một lần thì ảnh cho em đúng 2 tiếng. Trong 2 tiếng đó thì vừa là văn nghệ, vừa biểu diễn thời trang của các bạn chuyển giới, rồi xong đó em được 2 dòng hay 3 dòng gì đó. Thì lúc đó thì chỉ có 4 thành viên đi ra ngoài làm thôi. Em với bạn Lài, là Kim Lài, là bạn học của em, với hai người nghệ sĩ Lô Tô truyền thống là Nhã Vi với chị Diệp Thanh Thanh. Thì 4 người cùng với cái lòng cầu và một anh quản lý, là quản lý từ trước tới bây giờ luôn đó, thì đã gây dựng nên Sài Gòn Tân Thời cho tới thời điểm bây giờ. Từ 4 người đã trở thành 40 người. Wow. Dạ. Nghĩa nói là em là một cái người mà theo cá nhân anh cảm nhận thì đã có tư duy rất là nhanh nhạy. Biết nắm bắt được những cái cơ hội đến với mình. Và thậm chí là em có tư duy của một người tổ chức show luôn. Và với cái tư duy nhanh nhạy của em thì 400 người hay 4.000 người đâu có khó gì. Anh không, nghĩ là anh lộn đoàn Lô Tô với một sư đoàn quân đội hay gì à? Em ơi, nếu mà ngày xưa mà đưa em ra đó, em đưa ra mà mình cái hoàn cảnh thích hợp á, thì anh nghĩ là em có tư duy thủ lĩnh á, có nghĩa là em sẽ có thể tập hợp được. Em yên tâm đi, anh nhìn người không sao đâu ạ. Thế thì Hương Hỏa với lại Phi Thanh Vân Lậu, cơ duyên nào đã đưa tụi em đến với đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời? Khoảng chừng lâu là được cỡ năm năm 2018. Dạ, đó là cái chương trình Người Bí Ẩn. Thì em và chị Lộ may mắn được tham gia chung một tập với nhau. Mà duyên lắm á nha anh, tại lúc đầu là tại một cái nhóm khác chứ không phải là em. Nhưng mà tại nhóm khác bận công việc lại thế đẩy cái nhóm em lên, thì vô tình em gặp được chị Lộ. Rồi xong thì lý do vì sao em lại về với chị Lộ? Tại vì cơ bản là mới gặp nhau trong một cái buổi quay hình thì chưa chắc là sẽ có duyên với nhau sau đó. Thì phải nói thật là chị Lộ đúng là có cái như anh nói hồi nãy, đúng rồi. Cái đó cũng là một dạng của tài năng á. Thật sự thì em thấy là như vậy. Chị Lộ nhìn người, Lộ nhìn thấu tâm can của nhiều người lắm. Dạ, là Lộ sẽ tóm lại liền, không để thoát, để sổng hay là để vụt mất đó. Hay lắm, bởi vậy là em nhận lời chị về sân khấu làm. Và sau khoảng một tuần thì
cái tập đó phát sóng và được hiệu ứng rất là tốt luôn. Tức là chị Lộ mời em trước khi mà tập đó phát sóng. Dạ đúng. Đấy mới chính là cái vấn đề. Tới khi em phát sóng em nổi đình nổi đám rồi tóm về đúng khó rồi. Lắm. Dạ. Rồi bây giờ tới Hương Hỏa đi. Thì lúc đó em giống như là nằm ở nhà, cái mình thấy một cái bài share của một cái chị diễn viên trong đoàn. Cái nói ủa trời sao mà vui quá nè, chắc là em phải đi thử. Trong đầu em chỉ nghĩ là lên đó đi hát lô tô thôi, đâu có chuẩn bị bài hát gì đâu. Xong lên tới đó cái chị Lộ kia là bây giờ mỗi bạn phải hát một bài hát, sau đó hát thêm một bài lô tô. Thì bắt đầu là ở dưới quê mình cũng hay đi chơi đi bời, đi ca đám cưới đám ơ văn nghệ rồi đó. Em lên em chơi một bài 60 năm cuộc đời liền. Bài hát định mệnh rồi cuối cùng em được nhận vô cái đoàn. Mà nhận mà em cứ tưởng là mình sẽ được nhận thôi. Xong rồi sau đó ví dụ như là tuần sau hoặc là tháng sau gì mới đi diễn, ai về đâu tối đó diễn luôn. em có cái tấm hình lần đầu tiên mà Hương Hỏa Dài Gái. Dạ. Chắc em để một cái góc nào đó trong chương trình. Em gửi riêng cho anh. Trong lúc mà trò chuyện thì anh sẽ đưa cái hình kimochi ra. Dạ. Có đúng gái Nhật không em? Lúc đó gái Nhật không? Gái hay Nhật là... anh. Dạ, Nhật Tảo. Nhật Tảo. Nhật bán nguyện à. Dạ đúng rồi. Nhìn cái mặt giống như là hả? Giống gì? Thì cái nói thì sợ cắt sóng nhưng mà thật sự là lúc cái mặt ấy như cái đầu lâu. Tôi là một trong những cái hình hình thức nghệ thuật mà khá là đặc trưng của miền Nam. Nhưng mà với cá nhân của anh thì lô tô có một cái giai đoạn nó bị thui chột, nó bị mai một đi. Và dường như người ta không còn chú ý nhiều về đó. Để có thể vực dậy được lô tô đến với sân khấu quay trở lại thì anh nghĩ đó là một nỗ lực rất lớn của em. Nhưng mà rõ ràng với những người làm lô tô thì đến bây giờ họ vẫn coi những người, các bạn như là những người làm giải trí. Có một số người thì ta vẫn kỳ thị với các bạn, một số bạn ở trong đoàn lô tô. Thì tụi em đã vượt qua được những cái định kiến này như thế nào? Và có bao giờ những cái kỳ thị đó nó làm cho bản thân của tụi em cảm thấy buồn hay là tụi em muốn dừng lại cái con đường mà mình đang đi không? Cái cách vượt qua thì mình cứ làm tốt cái việc của mình thôi. Còn để cho người ta trân trọng mình hơn mà không có định kiến là đầu tiên mình phải là một người nghệ sĩ chứ không phải là một cô đào hát lô tô cái nè. Có nghĩa là hai cái việc đó nó sẽ rất là tách biệt với nhau. Em vẫn nói với các bạn thôi, giống như em lấy em là một cái ví dụ đi. Em đi hát hay đi sự kiện thì khi người ta đem bia là người ta mời mình đó, thì cái cách mình từ chối với cái cách mà của một người bóng hát bình thường từ chối nó sẽ hai cái khác nhau. Bóng hát bình thường á chị, không có từ chối luôn. Uống luôn. Thì đó là như vậy, có nghĩa là nó sẽ do cái tính cách của mình quyết định. Cho nên là em cũng nói với các bạn mà để cho người ta mà tôn trọng mình, đầu tiên là mình phải tôn trọng bản thân, tôn trọng nghề trước. Cho nên từ cái đó thì mình sẽ được nhiều cái hơn cái mình mong muốn. Và em luôn nói với các bạn là hãy trở thành một người nghệ sĩ chứ đừng bao giờ trở thành một người hát lô tô đơn thuần. Thì từ đó thì cái tư duy nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Khi mà mời các bạn đến với The Khang Show á thì anh có rất là nhiều cái trăn trở, vui cũng có, cảm xúc cũng có. Bởi vì một trong những cái lý do anh mời là tại vì anh đã từng xem hai cái bộ phim mà nó gây cho mình xúc động rất là mạnh. Đầu tiên đó là Chuyến Đi Cuối Cùng của chị Phụng và cái thứ hai đó là bộ phim Lô Tô. Được chiếu trên màn ảnh thì anh cảm nhận được là cuộc đời của các bạn làm công việc lô tô nó không được ổn định. Nếu như xem trong cái phim đó thì họ dịch gần như là rày đây mai đó. Và cho đến bây giờ thì anh cũng biết là để có được đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời thì chắc là tụi em cũng chuyển nhà ít nhất cũng vài lần đúng không ạ? Có bao giờ tụi em cảm thấy thân phận và cuộc đời của những người làm nghề, làm gọi là làm nghệ thuật mang tiếng cười đến cho mọi người khá là vất vả như tụi em không? Em xem Sài Gòn Tân Thời giống như là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Cho nên là cái việc mà đoàn đi đâu thì em đi đó là cái điều đương nhiên rồi. Nhưng mà chắc là qua mỗi giai đoạn cái tâm lý của em cũng như là em nghĩ mọi người luôn nó thay đổi khác nhau. Thí dụ như lần đầu tiên thì khi mà bị lấy lại cái sân khấu đó tụi em buồn, tụi em khóc. Trong đoàn của em bây giờ không phải là diễn hàng đêm mà tụi em chỉ diễn vào 5, 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thôi. Cho nên là mọi người rất là mong chờ những cái suất diễn vào cuối tuần để mà được gặp gỡ chị em rồi có thêm thu nhập này kia các thứ nữa. Cho nên là cảm thấy thì cũng rất là buồn đó, nhưng mà mỗi lần lên sân khấu là tụi em đều tự hứa là phải cố gắng và cháy hết mình để khán giả cảm thấy là tụi em đã rất cố gắng rồi và mọi người sẽ càng thương và ủng hộ tụi em nhiều hơn. Khi mà tụi em di chuyển nhiều điểm diễn như vậy thì chắc chắn là người lo lắng nhất đó chính là Lộ. Bởi vì phải tìm một cái điểm diễn ổn định rồi cái mức nó phải phù hợp với lại ngân sách của đoàn để tụi em có thể duy trì và đóng góp lâu dài. Đó là câu chuyện của điểm diễn.
Thế câu chuyện của nhân sự cũng là một trong những vấn đề đúng không? Dạ, thật ra thì cái thời điểm đó thì nó là thời điểm vàng của Lotto. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều bắt đầu khởi động cho rất là tốt cho Lotto. Từ những game show, từ những cái xuất diễn, lưu diễn ở nước ngoài. Tại vì em cũng nhận được cái thời điểm 2018 là em được nhận lời mời đi Mỹ rất là nhiều lần luôn. Thì cái thời kỳ hoàng kim đó thì với những nhân sự đó họ rất là ok với nhau, nhưng mà cũng có những người cộng sự họ cũng muốn không có làm ăn lương nữa mà mình muốn làm chủ thì họ tách ra. Và khi mà cái tội nhất cho em là khi mà họ tách ra thì họ kéo một nửa nhân sự đó, đó thì sân khấu bị thiếu nhân sự. Thì cái điều đó là dĩ nhiên mà khi mà họ mong muốn gì thì họ sẽ làm bất ngờ. Và khi bất ngờ thì tất cả những cái thứ mà mình nhận được đó là những cái tàn dư của cái việc đó và làm cho mình rất là khó khăn để xoay trở. Em nói thật sự với anh là em rất là may mắn gặp được những người cộng sự mà họ bước vô thì họ rất là nhanh, rất là nhanh để xoay trở, giống như Vân, như Hỏa. Thời gian mà các bạn hoàn thiện các bạn để trở thành một người chuyên nghiệp hơn á rất là nhanh. Và khán giả thương rất là nhanh luôn. Và sau cái đợt đó thì tuyển nhân sự em có cái tiêu chí rất khác hoàn toàn luôn. Có nghĩa là các bạn phải thi vô. Và em đã có một cái cuộc thi để tổ chức tìm kiếm tài năng hát Lotto là Miss and Mr. Lotto. Wow. Và nó, nếu mà năm nay tổ chức thì đã được tới mùa thứ 5 rồi. Qua mỗi vòng gì đó, không phải đánh giá về cái tài năng mà là còn nhân cách của các bạn nữa. Đối với sân khấu, em nghĩ là cái tài nó chỉ là một phần thôi. Cái con người, cái nhân cách nó mới là thứ quyết định. Nếu cái bạn... tâm và cái cái sự khác biệt về cái việc mà nhiều bạn xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh này, nó có ý nghĩa như thế nào khi mà em mời các bạn vào trong đoàn của mình? Lúc đầu khi mà em định vị cái sân khấu em là nó phải là một trong những cái vị trí không thể thiếu của bản đồ văn hóa, văn nghệ thành phố á, thì em muốn nó phải thực sự phát triển theo một cái cách thăng hoa nhất. Và nếu như mà mình chỉ có lực lượng là những nghệ sĩ Lotto truyền thống thì mình sẽ không làm được điều đó. Bởi vì họ chỉ dẫn dắt theo cái mô típ của người truyền thống mà thôi. Còn nếu mà anh có những cái đêm kịch, những cái đêm nó mang màu sắc đặc biệt hơn. Tại vì hiện tại thì đoàn cũng có một cái vở kịch dài. Rồi có những cái game giống như là em thấy cái game nào hot thì em sẽ cố gắng làm nhã nhã giống giống như vậy đó, để có một cái phần trình diễn cho khán giả coi. Mỗi tuần như vậy thì em sẽ có một tập thì sẽ chọn những cái vocal của đoàn á để hóa thân. Nhưng mà anh đang tò mò về cái giọng hát của tụi em á, thì Thanh Vân Lậu với lại Hương Hỏa. Hát cho anh nghe một câu đi. Cô đến trên sofa, con tim như tan ra, dẫn lối em chơi theo một khúc ca buồn. Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh mà. Giữa căn phòng anh... Ủa em đã hát lộn nữa hả? Thôi vậy mình vô hát hẳn cái điệp khúc luôn. Mình hát điệp khúc này nãy giờ nó hơi dao đãi quá. Để em được ngã lưng trên một chiếc sofa, để nghe được tiếng tin yên bình đến kỳ lạ, để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa. Cho em thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói em nghe một lý do đi, tại sao lại khiến em vương sầu trên khóe mi, tại sao lại biến cô đơn thành dòng tố, nỗi buồn sầu phố. Tâm hồn em trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Hay quá, wow. Anh nghĩ như thế này là thật ra là tụi em rất là có tài. Em cũng rất là tự hào bởi những nhân sự của mình đó, họ rất giỏi. Và khi mà nói thiệt với anh, em là một người rất khó tính về khi tổ chức show. Mặc dù em cái đó là cả showbiz người ta đồn. Người ta đều biết hết vậy em. Không có phải là nói thật nói gì hết. Là một người rất khó. Tại vì khi mà mình tổ chức một cái show, và đặc biệt là cover những cái show khác, thì đòi hỏi cao lắm. Nhưng mà nhân sự nếu mà họ thật sự không có tài thì họ không làm được những chuyện đó. Ví dụ giống như là cái chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, thì em có Ơn Rời Bóng Đây Rồi. Thì các bạn cũng phải hóa thân, phải đóng kịch như vậy. Một cái chương trình người ta quay 8-9 tiếng, thậm chí cả chục tiếng, rồi một cái phần như vậy rất là nhiều, rồi bị cắt cúp ra. Thì các bạn phải làm tròn trong đó chỉ có 30 phút hoặc 20 phút. Thì cái điều đó là cái điều rất là khó để tải hết một kịch bản, nhưng mà các bạn vẫn làm rất là tốt. Và bởi vì em nghĩ là thật sự em rất là vui vì có những người nhân sự thật sự là họ có khả năng thật tốt. Ra là anh nghĩ là Ngọc thì phải được và mài dũa hoặc là chui rèn. Tụi em có cái tố chất, mà quan trọng là người ta phải nhìn thấy được nó và người ta đặt tụi em vào trong từng cái thử thách để bản thân của tụi em có thể hoàn thiện được mình, đúng không ạ? Ok, cảm ơn tụi em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái hình thứ hai. Nếu vừa nãy thì nó là nụ cười rồi, thì em đoán là hình tiếp theo nó sẽ là gì? Chắc ngược lại quá.
Đúng rồi, đó chính là nước mắt. Khi mà tụi em bước lên trên sân khấu thì người ta luôn thấy nụ cười, thấy sự hài hước, thấy sự vui vẻ và thậm chí là cái cách mà tụi em mang đến tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà đằng sau cái sân khấu đó thì cuộc đời của những người làm lô tô nó có vui vẻ giống như những gì mà chúng ta thấy trên sân khấu không? Đối với các bạn, đặc biệt là các bạn thế hệ sau này là xuất phát từ những người sinh viên những ngành khác hoặc sân khấu điện ảnh, khi bước vào sân khấu lô tô thì bạn gặp ngay cái thời hoàng kim. Thì em nghĩ cái giai đoạn này thì nó không có quá nhiều khó khăn với các bạn. Và cái thu nhập hiện tại cũng có thể đủ để cho các bạn... Đúng rồi, anh nghe bảo là thu nhập của một nghệ sĩ lô tô như là cả 100 triệu. Trời ơi. Không, cái đó anh lộn với chủ hụi hay gì đó. Không phải à? Không, đó chỉ thật sự ra nếu mà nói đúng luôn á thì không phải là thấp. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể nhận quảng cáo rồi thêm ở ngoài cho những nhãn hàng thì cái điều đó cũng khá ok. Như Hỏa thì có thể like được Bigo, rồi Dân thì có thể đóng quảng cáo được rất là nhiều. Chưa kể còn đi lưu diễn nước ngoài nữa. Dạ dạ, chưa kể thì Hương Hỏa còn được đại gia lo nữa. Trời ơi. Đừng có bắt mẹ tôi được, làm gì có ai đâu. Đâu có dấu nè, nè chiếc nhẫn nè, đâu không có dấu nè. Trời ơi, có nghĩa là... Có nghĩa là... Đối tại vì anh tính là chia sẻ một cái góc nhìn thật là thông cảm. Nhưng mà qua những gì chia sẻ thì anh phát hiện ra là ổn ha. Ổn. Nếu như mà nói như vậy thì là so với thu nhập của em hồi xưa đi làm siêu thị hay là thu ngân ngày nọ, bây giờ em sướng hơn rất là nhiều luôn. Dạ, đó hả? Dạ, đúng. Đúng không? Dạ. Còn em thì sao Vân? Ờ, em có buồn chứ. Em buồn chứ gì? Đâu phải lúc nào cười hoài người ta tưởng mình điên. Phải có lúc trầm. Riêng Vân thì em nghĩ là bạn rất là cẩn trọng trong cái việc mà cân đo cảm xúc của mình. Buồn ở đây là anh cũng mình có học sân khấu. Nhưng mà thay vì mình được bước chân lên sân khấu, những sân khấu kịch danh giá, thì mình lại rơi vào một hoàn cảnh là mình, mặc dù mình rất tỏa sáng ở sân khấu lô tô, nhưng mà đôi khi cái khoảng cách của những người nghệ sĩ lô tô và những người nghệ sĩ thoại kịch hoặc những loại hình khác nó rất là có khoảng cách. Cho phép anh được hỏi sâu hơn một chút. Thật ra là trước đó thì anh biết là Lộ không có đến với nghề này mà em làm một cái công việc khác. Dạ. Trước đó em làm công việc gì? Em nghĩ là em cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Bởi vì em cũng đã từng có gia đình, em có từng có các bé. Rồi sau đó thì em tới với sân khấu một cách rất là tình cờ. Và em trở thành một người nghệ sĩ bất đắc dĩ. Và một người quản lý cũng bất đắc dĩ luôn. Mỗi cái giai đoạn nó thay đổi, nó mang cho tới mình rất nhiều cảm xúc. Ví dụ cụ thể là hồi xưa khi mà em bắt đầu làm sân khấu thì em vẫn là một người nhân viên marketing của một tập đoàn lớn. Đi làm tháng lương nhiêu đó về cái góp tiền nhà nuôi con, sáng đi làm chiều đi về, sáng đi làm chiều đi về. Cuộc sống nó rất yên bình như những người làm công ăn lương khác. Tới một ngày em nói là ủa sao bây giờ mình cũng là một kiếp người cũng giống như người ta mà mình không cố gắng mình phấn đấu đạt một cái tiêu chí cao nhất. Ví dụ như nghề nào mà làm kiếm tiền nhiều nhất thì mình thử mình tham gia thử nó làm sao. Ví dụ như đi hát đi, thấy ca sĩ như anh Đâm Hưng, trời sao nó giàu quá vậy. Kiểu như vậy đó. Thì người ta hát một show mấy chục triệu thì dễ quá, trong khi mình làm một tháng tới hai, có khi một năm mình chưa dư được một bằng một sức diễn của người ta nữa. Thì em nghĩ là thôi mình cố gắng mình làm thử. Thì bắt đầu là em mới thử, em mới bàn với người bạn của em là quản lý em bây giờ đó, là hãy thử đi, mình hãy cho phép mình vượt qua khỏi những cái rào cản đó và mình bắt đầu những cái mới hơn. Vâng. Thì khi bắt đầu mỗi cái mới thì anh biết là khi anh mà thay đổi công việc, ngưng cái là sợ vợ đói con đói, sợ nhà cửa không ai lo, không có tiền góp. Nó xảy ra rất là nhiều thứ. Nó làm cho em phải cố gắng. Anh cảm nhận được ở ba bạn, và Lộ là người rõ nhất, là cái câu chuyện mà các bạn dám sống với lại cái đam mê và ước mơ của mình. Và thậm chí cái dám sống đó của Lộ, nó còn dám sống ở mức là bạn đã thay đổi. Dạ. 180 độ về những gì về anh nhìn về em. Ví dụ như em vừa mới chia sẻ là em đã từng có gia đình, có vợ và có cả hai con của mình nữa. Thế rồi không biết là cái cơ duyên nào nó lại rẽ vào một cái bước ngặt hoàn toàn mới để em đi đến với con đường này luôn. Dạ thưa anh, thì em nghĩ là em cũng giống như những người đàn ông khác hồi xưa, lúc mà em khoảng chừng 5 năm trước, thì em cũng giống như những người đàn ông khác, rất là đơn thuần. Là người của gia đình, và tụi em lập gia đình tới 9 năm. Sau khi là cái mâu thuẫn của hai vợ chồng không có ok nữa, khi mà em bước vào nghề, tới một ngày nào đó thì hôn nhân của em nó đổ vỡ theo một cái cách rất đơn thuần của những cặp vợ chồng bình thường. Và tụi em chia tay và rất là tôn trọng nhau, và xã em cũng rất là ok và cũng hiểu vấn đề. Và thật sự em luôn dành một cái tình cảm nhất định với cô ấy, và luôn muốn cô ấy trở nên hạnh phúc, xinh đẹp mỗi ngày. Và tụi em vẫn là như vậy với nhau, bây giờ cũng vẫn là những người bạn. Thì em nghĩ thì tới đó là nó đã quá đáng với em rồi. Nhưng xong cái một thời gian em nghĩ là ủa tự nhiên mà ở không nó buồn quá. Ở không nó buồn quá, cái thật sự là rất là buồn. Và
cái thời điểm này, ủa sao mình đã bây giờ mình tự do, mình không có ai hết, mình hãy cho mình một cái hồi nào giờ mình đã sống cho người khác, cho gia đình nhỏ, gia đình lớn, rồi mình sống cho mình đi. Và bắt đầu mở lòng thì em tìm được những người mà thật sự mà có tình cảm với mình. Nhưng mà nó cũng mạo hiểm lắm, một hai người đầu cũng tào lao lắm. Thì tới cái bạn cuối cùng thì tới bây giờ ra gần đây nhất đó thì bạn rất là ok. Nhưng mà em thì em cũng nghĩ tới đó là nó xong rồi anh. Để nó xong em cũng sẽ không có chuyển giới, em cũng không có làm cái gì. Và em rất là sợ phẫu thuật này kia, nhưng mà tới hồi một ngày một cái đùng lên sau những cái suy nghĩ rất là tương lai và những cái định hướng tự nhiên cái anh có tin đâu, em đi phẫu thuật chỉ trong vòng 30 giây thôi. Suy nghĩ không quyết có định. Nhiều vậy đó. Và em đi một rất mình luôn. Cấp bách. Tới hồi mà người ta hay là xong hết rồi đó, người ta mới có người quan tâm. Phải làm giống như dược đồ vậy. Nhanh. Có nghĩa là em làm ở Việt Nam hay làm Thái Lan? Có nghĩa là em làm một phần là ở Việt Nam và một phần ở Thái. Và lúc đó là cái lần đầu tiên không đi ai hề biết, không ai biết. Không hề biết. Tại sao? Tại sao em lại giấu mọi người? Tại em không có muốn giấu, nhưng mà em không muốn mọi người lo lắng. Và cái sợ nhất là cái sự thay đổi của mình thì mình không chấp nhận, và gia đình mình không chấp nhận. Nhưng mà anh biết không, nó rất là bất ngờ, mọi người đón nhận cũng rất là bình thường. Thậm chí mà em giấu mẹ em dữ lắm. Tới em về em thăm mẹ em gần nhất á, cái là em giấu nguyên suốt luôn vậy đó. Cái tới hồi mà em vẫn còn mặc áo định hình rồi tùm lum lá chứ. Tới hồi ra xe cái mẹ em lại dặn anh bạn của em á, nói là con nên chủ động hơn trong mọi việc nha. Nó mới phẫu thuật xong đó. Thì em không biết, nhưng mà mẹ em lại biết. Cho nên là em nghĩ là cái điều đó là cái điều rất là may mắn cho cuộc đời của em. Có nghĩa những thay đổi của em thì gia đình của em chấp nhận, và hơn hết là những người đồng nghiệp của em họ rất ủng hộ. Và họ làm cho em cảm thấy là mình không có bị cô đơn trên sân khấu lẫn trong cuộc sống bình thường. Trước đó em sống một cái cuộc đời mà em sống cho người ta nhiều. Đúng không? Em sống cho những cái suy nghĩ, cho cái hạnh phúc của gia đình mình nhiều hơn. Còn bây giờ anh mới cảm thấy là em sống cho chính mình nhiều hơn. Dạ, đúng rồi, em nghĩ là gần đây thì em rất là thoải mái. Em nói gần đây lúc nào em cảm thấy là em là một người rất là đủ. Nó đủ trong rất là nhiều việc. Có nghĩa là trên sân khấu em cảm giác lúc nào khi có em cũng rất là hạnh phúc. Rồi cuộc sống gia đình em về em chỉ chơi với con, đi chơi với người yêu, đi ăn. Em thấy như đó đủ anh em có đòi hỏi gì hơn. Anh muốn nói một chút về một trong những cái ca khúc mà rất là nổi tiếng của nhóm. Đó là ca khúc và Bậu ơi đừng khóc, đúng không ạ? Anh nhớ là hồi cái đợt dịch thì ca khúc đó là dường như là viral và rất là hot ở trên mạng xã hội. Ca khúc này ra đời như thế nào và nó có gắn câu chuyện gì với tụi em không? Dạ, cái bài này là có bài kỷ niệm rất là lớn với em. Thì tại vì năm 2018-2019 em có thi chương trình solo của Bolero. Thì khi xong thì em được giải nhì và em nghĩ là em sẽ trở thành một ca sĩ nữa. Thì em mới đặt Hamlet Trương á, anh Hamlet Trương nên anh em muốn là khi mà người ta mời bà Lộ đi hát một event thì trước đó thì bà có thể ra hát một cái ca khúc gì vui vui cho người ta phục vụ trước rồi mới bà tới Lộ ô tô. Ơi, đừng khóc vui ghê. Xong rồi vui. Em kể cho anh nghe. Hamlet không có nói không rằng anh mấy tháng sau cái em mới hỏi là anh ơi em thật sự là em rất là mong anh có thể giúp em được. Em nói là mày yên tâm đi, mà hai ngày sau mày có bài, đảm bảo cái bài này sẽ rất ok. Cái bắt đầu là em nói là anh nhớ giùm em là cái bài vui vui. Thì mày cứ yên tâm đi. Xong cái bắt đầu là hai ngày sau nhắn lại anh gửi cho mày có bài này nhưng mà không khóc không chịu. Không khóc là không được. Sao em đặt hàng bài vui mà dạ, mà em đặt anh bà Lộ thì đi đâu anh mời bà Lộ anh nghĩ là chị Lộ sẽ rất là vui đúng không, tới Lô Tô là phải vui vẻ thì anh làm sao anh hát bài buồn được trong cái show vui được. Thì em đặt hàng là em đã thấy định vị được cái mong mình mong muốn rồi. Ai mà có dè đâu, ông gửi Bậu ơi đừng khóc. Nghe xong lần thì đầu nghe thật xong. Sự nghe xong thì rất là thích, và em lần đầu tiên được làm việc với một người nhạc sĩ lớn thì em rất là nói chung rất là tôn trọng người ta, và em tập liền luôn. Mà anh biết không, giao đó một tuần, giao bài em tập ra một tuần, tuần sau dọn ra sân khấu người ta lấy lại. Và em cái lúc đó mà em chưa thâu cái bài đó, chưa thâu luôn, thì em mới tập được tập tành thôi. Mà em nói là khi mà em hát bài đó lần cuối Rubik là hát xong đêm đó là dẹp luôn. Em nói là tại vì từ trước tới giờ em tổ chức cho show cho rất là nhiều người trong đoàn, nguyên một cái show họ hát mà em chưa bao giờ tổ chức cho em hết á. Thì thôi bây giờ cái bài này là bài đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của em sẽ hát tặng mọi người. Em hát xong trời mọi người khóc quá trời luôn. Xong rồi em cũng khóc nữa. Xong rồi dọn gánh luôn. Bầu ơi em mãi là em của chị thôi. Phần duyên trời cũng cho mình vui kiếp người. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em đừng lo. Còn chị còn em, còn chung vai là con tương lai.
Thì cái bài đó em nghĩ là nó không may mắn. Thì em nhưng mà lúc đó mình cũng anh không định vị số mệnh của cái bài này thật sự rất là long đong luôn đó. Xong cái em mới thôi, thì em bắt đầu là sau khi mà dọn xong á, ngưng đi, ngưng diễn. Rồi em mới đi thâu với Hamlet, thì Hamlet nói cái bài này sẽ làm cho bà đó chứ không ai hết trơn. Cuộc đời của bà, em nói là thôi giờ ký 5 năm độc quyền cho tôi đi. Cái nói không, tôi cái này viết về cuộc đời của bà ai mà hát, tôi ký cho bà 7 năm luôn đó. Ký 7 năm luôn, thì 7 năm. Tới mà khi mà tìm được sân khấu mới xong thì em bắt đầu em làm ở khu văn hóa lao động mà làm song song ở Bình Dương. Thì tới em nào thì cũng không có hát nữa, cũng để cho mọi người hát hát. Tới em đem xuống Bình Dương em hát cái bài Bầu Ơi Đừng Khóc, hát xong dẹp cái đoàn với Bình Dương. Vậy đó anh. Hát đâu dẹp đó. Cái bài rồi, buồn mà. Em kể cho anh nghe tới cái chuyện là ngày 30 tháng 4 năm 2019 mời được danh ca Phi Nhung về hát. Hát tại sân khấu em ở cung văn hóa lao động, thì chị Phi Nhung lúc đó còn cầm cái lời á, chứ biết cái giờ lời cái đấy chưa có thuộc. Chị nói chị rất là thích bài này, chị muốn hát chung với em, chị làm nhạc xong rồi. Thì hát xong dọn luôn vô đó. Thì đó, hát xong đùng đùng cái dịch hết dịch là dọn luôn đó. Trời ơi, là... cái bài gì mà dọn sân khấu bài luôn. Và em nói anh nghe, nó xui cái gì nữa nè, cái đó là chưa có hết, đó là chỉ chập đầu và chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thôi. Thì tới cái chập mà chị Phi Nhung mất và cái những cái giây phút cuối đời của chị Phi Nhung trên giường bệnh, chị hát cái bài đó thì nó vô tình nó còn hit hơn nữa. Xong cái đùng cái là cái bài đó được giải Mai Vàng. Mà em không hay gì hết trơn. Tới hồi trao giải thì Hamlet có đi nhận, nhưng em cái người giữ tác quyền bài hát cuộc đời mình. Em nói thẳng với anh, cho dù một cái cách mời của chương trình đó nói là thôi mời lộ cái bài này mình được biết là bạn đang giữ, hoặc là liên hệ một cái cuộc điện thoại hoặc một cái thư mời mời lơ, thì em cũng thật sự em đâu có thời gian đâu đi đâu, nhưng mà em cũng cảm giác là mình cũng an ủi được phần mình được trân trọng. Dạ, mình được trân trọng bởi vì cái đó là cái tác phẩm của mình. Nhưng mà họ không bao giờ họ có ý kiến gì hết trơn. Và khi mà còn em bị sau khi chị Nhung mất còn nhận được một dàn ý kiến trái chiều mà chửi em, mà nói phá bài của chị Nhung, rồi so sánh này kia, nó làm sao mà so được. Lộ chỉ là một người ca sĩ bình thường thôi, còn chị Nhung là một danh ca thì làm sao mà so sánh được. Và Lộ là người đồng ý mà. Đó, cho nên đó là cái vận của em trong cái bài hát này em nghĩ đó là một cái điều rất là kém may mắn. Hôm nay qua cái câu chuyện này thì anh hy vọng là quý vị khán giả sẽ hiểu hơn, sẽ thông cảm cũng như sẽ đồng cảm hơn với ca khúc Bầu Ơi Đừng Khóc của chính đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, mà chính nhạc sĩ Hanh Bích Trương đã một lần lên báo nói rằng là đây là một ca khúc mà tôi viết riêng và dành tặng riêng cho Lộ Lộ trong cái câu chuyện này. Thôi thì mọi thứ thì nó cũng đã qua. Thì anh cũng hy vọng rằng tụi em cũng hướng về một cái ngày mai tươi sáng nào đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái thứ ba. Đây. Em nghĩ là những chuyến lưu diễn quá. Hay quá. Em nghĩ như thế nào về chuyến xuất ngoại của Lô Tô? Vốn dĩ là thường là nó chỉ xuất hiện ở những cái sân khấu bình dân, mà bây giờ đi qua nước ngoài biểu diễn luôn. Nếu mà nói về xuất ngoại thì sẽ có hai loại hình anh. Thứ nhất là mình biểu diễn văn hóa, giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Thì đoàn cũng có xuất hiện với cái loại hình đó cho những chuyến lưu diễn đầu tiên ở Đài Loan. Cái thứ hai là hình thức thương mại, có nghĩa là bà con yêu thích mình và mời mình qua biểu diễn và trả cát-xê cho mình. Thì đó là những cái xuất tiếp theo ở những cái nước tiếp theo giống như Úc hoặc là châu Âu vừa rồi. Tụi em cảm nhận như thế nào về chuyến lưu diễn của mình? Khi mà được cái thông tin nhận lời là đi nước ngoài biểu diễn và lần đầu tiên em đi làm đi ở Đài Loan, và em cảm thấy trời ơi, cái không khí nó quá ok luôn đó. Trời, mọi người ở bên đó yêu mến mình không thua gì là quý vị khán giả tại Việt Nam. Rồi sau đó là có thêm đi Úc, rồi đi châu Âu, và sắp tới đây nữa là tụi em sẽ có một cái chuyến mà tái diễn kiểu là lưu diễn tại châu Úc nữa. Wow. Dạ. Có nghĩa là cái ở bên đó thì kangaroo bà con bên đó mới nghe. Đồng loại. Đồng loại. Đồng loại chứ em nhảy nhiều quá. Thế tụi em có bao giờ muốn trong tương lai mình sẽ xây dựng một cái sân khấu nó hoàn chỉnh hơn, nó lộng lẫy hơn, kiểu giống như những cái show Tiffany show ở bên Thái Lan hay là Ankaza show ở bên Bangkok chẳng hạn, để mình có thể đón được những khách nước ngoài, nơi mà người ta gọi đó là những cái thánh đường nghệ thuật, chứ không đơn thuần chỉ là những sân khấu mà quy mô cũng như là về chất lượng của nó không được sang trọng và đẳng cấp như là sân khấu Lô Tô mình đang dùng không? Thật ra thì anh Lô Tô nó xuất phát điểm nó là một cái trò chơi văn hóa dân gian. Thì nếu nó càng gần gũi nó càng tốt. Và thật sự với khả năng của em thì em có thể làm được cái điều đó. Và em làm được rất lâu rồi nữa chứ không phải mới làm. Và em có những cái đơn vị họ sẵn sàng hỗ trợ cho em sân khấu đó luôn.
Tuy nhiên là đối với mỗi một cái nền văn hóa, mỗi một quốc gia thì sẽ có sự khác nhau. Và nếu như mà mình giống như cái việc mà em thấy, cái này là quan điểm của em nha. Thí dụ như là em có đọc được một câu chuyện là có một cô gái quen bạn trai người Pháp, xong cái dẫn lên Bà Nà Hill coi làng Pháp vậy đó. thì nó không có nên, có nghĩa là mình không nên làm như vậy. Thì đừng copy một cái show của người chở khác để xong rồi chở gỗ về rừng á, thì em không nên. Em vẫn xây dựng đậm đặc bản sắc văn hóa dân tộc mình nhiều hơn. Có nghĩa là Lô Tô là của Việt Nam và mình sẽ phải làm nó thật Việt Nam. Chứ còn em kể cả sân khấu em không có màn hình LED luôn á. Tại vì sao? Em biết là nó không có phù hợp. Nó không phù hợp. Cho nên em muốn làm cái gì nó gần gũi và nó thật sự đó là văn hóa của người Việt Nam. Cho nên đó là có thể là những cái thánh đường mà giống như anh nói thì nó sẽ không phù hợp với những cái trò chơi dân gian. Nó là trò chơi dân gian thì nó phải gần gũi. Ok, cảm ơn em. Như vậy thì chúng ta có quá là nhiều cái chất liệu trong cái câu chuyện vừa rồi để nói với lại ba bạn. Thôi bây giờ anh sẽ có một cái thử thách về sự thấu hiểu lẫn nhau. Tụi em cũng đã gắn kết với nhau trong một cái thời gian dài rồi. Thế nên bây giờ anh nghĩ là cái phong cách của người này cũng đã thấm nhuần và ảnh hưởng đến người kia, người ta cũng biết như thế nào. Bây giờ tụi em sẽ kêu Lô Tô theo phong cách của thành viên còn lại, chứ không phải theo phong cách của mình. Có nghĩa là Lộ sẽ chọn một thành viên còn lại giữa Hương Hỏa hoặc là Phi Thanh Vân để gọi Lô Tô theo phong cách của bạn đó. Và chúng ta sẽ không có trùng lắp nhau về phong cách, có nghĩa là đi tour một vòng. Em rất ấn tượng với Vân, với Hỏa thì Hỏa, mà nếu ấn tượng với Hỏa là phải là điệu nhảy. Nó mình danh là con cào cào núi của đoàn đó anh, nó nhảy dữ lắm. Em nhảy dữ lắm hả? Với cái trần nhà của anh em sợ là không đủ để nó nhảy đâu. Dễ sợ. Rồi. Kính thưa quý diễn giả, và ngay bây giờ một con số may mắn sẽ dành cho diễn giả. Tân Châu đi chị, Tân Châu. Tân Châu nổi tiếng Nhà Bè, núi Sam nổi tiếng Hội Hè quanh năm, con số 5. Ê chứ nghe mỗi miệng á em ha. Có thiệt lắm. Có thiệt, nói cứng hàm luôn, cơ hàm luôn. Mà bây giờ nó nói một tiếng đồng hồ nó nói bằng cái giọng đó hả? Không, nó cũng nói được chỉ vài phút đầu à. Thôi nó liệt cái hàm rồi xong nó nói từ bình thường. Rồi em làm Hương Quả chứ. Phải làm Hương Quả. Và Hương Quả là phải nhảy. Ok em đứng nhảy, em nhảy. Trời Hương Quả là nhảy một cái là búng lên Bitexco luôn á anh. Kệ nó, anh lấy được cái đầu cũng được. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy, hãy hãy, hãy hãy, hãy hãy, hãy hãy, hãy hãy, hãy mambo, mambo Italian. Không, cái đó là nó té thiệt vậy luôn. Em hãy dễ sợ. Không, mà nó té thiệt như vậy luôn á nha anh. Dạ hả? Xong rồi không ra số được. Không ra số luôn. Hát vậy mà bầm mình bầm mày hết trơn. Ôi em ơi, sao mỗi lần em đọc Lô Tô mà anh thấy khủng khiếp cho cái đoàn với lại cho bản thân của em dạ. Vậy? Bồ nó về bầm mình bầm mày rồi dám xong bát đây người dạ, vậy. Dạ, lúc đầu bồ nó thương nói vì là thương hại á anh. Rồi, Hương Hỏa tới em. Bây giờ em đi một vòng đi, giờ tụi em hát lại của chị Lộ. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, xin dừng chân ghế quán em đây không bán sầu riêng, em đây chỉ bán tình duyên. Ủa lộn. Được rồi. Đúng rồi. Dù cho má thắm môi hồng, sao nè, sầu riêng chàng chưa trong lòng, khách qua đường xin chơi gián chương, anh ơi, để em còn đi bán sầu riêng. Em bán sầu riêng cho tình duyên, em không bán. Em e thẹn trả lời anh rồi đưa anh qua giường sầu riêng. Gió thổi tóc mây bay cho con bướm trắng lượn của anh là người là con số 10. Cái ca cũ của em lạ luôn đó. Đó anh. Ca cũ nó như đọc rap vậy đó. Nó không vô một cái dần nào hết. Vô dây nào. Nhưng mà nói chung là nó cũng ra được cái gì đó rất là hài hước. Chị Lộ. Dạ. Nếu như mà em hát mà ngọt ngào quá thì ra Lộ Lộ rồi. Em hát như vậy người ta không bắt được tông, ban nhạc đánh không được á thì dạ, nó mới ra có em. Thực sự khen em chưa? Không, nhưng mà thật sự là nếu mà nó hát được giống em thì nó đâu có làm nữa đâu anh. Đúng rồi. Tức là nếu mà Thiên là ca cổ là không, cô này cũng không chị. Dạ. Những thành viên khác ở trong đoàn chị đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế thì trước khi mà khép lại cái show ngày hôm nay thì em có một cái ước mơ nào đó cho đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời của mình không? Cho các chị em không? Em nghĩ cái ước mơ của em nó không phải cho em, bởi vì em nói là em luôn luôn em cảm giác là em đủ rồi. Thì những dự án vừa rồi em làm cho các thành viên giống như những cái đêm kịch để cho các bạn khai thác hết khả năng của các bạn, hay là phim Đội Bóng Cầu Lông để cho các bạn có thể có một cái nơi mà
các bạn có thể thể hiện hết khả năng của mình để những cái đạo diễn phim khác họ có thể thấy được khả năng đó và mời vô những cái dự án lớn hơn. Đó là cái mong muốn của em dành cho các bạn. Hơn hết là em luôn mong muốn là từ cái sân khấu của mình các bạn có thể phát huy khả năng của mình, cuộc sống của họ có thể thật sự tốt. Tại vì nhờ có họ mà em có cuộc sống tốt thì em hy vọng là họ cũng sẽ cho dù có làm với mình hoặc là không có làm với mình, sau này mình gặp lại họ cũng khá giả, có cuộc sống dư giả tốt và có một đời sống thật sự là khỏe mạnh là em vui nhất. Rồi một lần nữa cảm ơn ba thành viên của Sài Gòn Tân Thời, cảm ơn Lộ Lộ trưởng đoàn, cảm ơn Phi Thanh Vân Lậu, cảm ơn Hương Hỏa đã đến với chương trình và mến chúc đoàn sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Và tương lai cái mong muốn là tụi em sẽ mang cái nét văn hóa này không chỉ phổ biến với người Việt mà chúng ta còn có thể giới thiệu một nét văn hóa đặc trưng của người miền Nam đến với những khán giả nước ngoài khi mà họ đi xem tụi em. Cảm ơn anh. Mình là Lộ Lộ. Mình là Phi Thanh Vân. Mình là Hương Hỏa. Cùng đón xem tập tiếp theo của The Khang Show. Của em thì em nghĩ là nó không chỉ là tính là con số hàng trăm mà nó còn tính theo nó còn tính theo con số châu lục với sự bảo trợ của nhà là châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Úc hoặc là châu Nam Cực chẳng hạn, ví dụ như vậy. Ờ rất nhiều đúng không? Tụi em nhiều châu khác nhau luôn. Xin được giới thiệu đó chính là ca sĩ đóng xem The Khang Show. Xin chào Thanh Nhi. Lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần. Có những lúc em vừa mới đóng cái cửa lại thôi là em đã ngồi xuống ngay cái cửa nhà mình luôn, ngồi sụp xuống và khóc, khóc hu. Khóc cho đã, khóc xong thì nó đỡ được phần nào anh. Nó kiểu chứ mình gồng quá, mình cứ gồng hoài mệt.